thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 63 ngày 26 tháng 6 năm 2024 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống pháp luật và các điều kiện để tổ chức thực thi khi Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản luật các tổ chức tiến dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 như đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành trung ương có liên quan khẩn trương hoàn thiện các quyết định thông tư đã được giao, đảm bảo đúng trình tự quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 28 tháng 6 năm 2024, đồng thời thực hiện lấy ý kiến của các địa phương đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và hướng dẫn các địa phương xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương. Về phía địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào trách nhiệm được giao trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng và dự thảo các nghị định đã được Chính phủ hoàn thiện để xây dựng hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 5 tháng 7 năm 2024.